Nè, tránh ra. Tôi phải nói cậu bao nhiêu lần nữa đây hả? Để cậu thôi không quánh quên mình con gái tôi. Má, là con hẹn nó kim ra đây mà. Không có má con vậy đó, đi về ngay. Con mà hiền yêu nhau thật lòng mà bác. Chúng con không thể nào mà sống thiếu nhau được á. Bác cho con một cơ hội đi. Cái thứ mạt hạng như cậu vậy mà cũng mở miệng ra nói chuyện tình yêu nữa à? Đúng là hiện tại con không có tiền thiệt đó. Nhưng không phải vì như vậy mà bác xúc phạm con. Xúc phạm cậu à? Cậu nói cậu yêu con Hiền, vậy cậu nghĩ á, cậu có lo được tương lai hạnh phúc của nó không? Hay là cậu nhân danh tình yêu, cậu lôi kéo nó ngập ngụa trong vũng lầy hôi hám của cậu? Đây, cậu cầm lấy số tiền này rồi cút đi. Nè, con định làm cái chuyện ngu ngốc này hả? Con nghĩ kỹ rồi, con chỉ muốn ở với anh Đức Kim thôi. Đồ ngu, mày tưởng mày sẽ sống hạnh phúc với cái thằng khố gách áo ôm đó à? Khố gách áo ôm thì sao hả má? Nhà mình đầy tiền rồi mà, tại sao má cứ bắt con lấy chồng giàu để làm gì? Má không ngăn cản con, nếu như nó thương con thật lòng, con có hiểu không? Thì anh ấy thương con thật lòng một dạ với con mà má. Một lòng một dạ, con nhầm rồi đó con. Hồi sáng nè, má mới quăng cho nó một cục tiền, má nghĩ rằng nó không cần. Má vừa quay lưng đi á, nó lượm không sót một đồng. Má nói dối. Con không tin cứ gặp nó mà hỏi. Má em nói là anh nhận tiền của má là má nói dối đúng không? Má em nói đúng đó. Rõ ràng là anh biết là má em không thích anh rồi, anh còn nhận tiền của bà làm gì? Hay là má em nói đúng, là anh quen em chỉ vì tiền thôi? Phải đó, tiền mà ai chẳng thích. Em về đi, để tôi được yên. Hiền, con biết ai đây không con? Nãy giờ anh đợi em hơi lâu rồi, nhưng mà em làm anh hơi thất vọng nha. Anh là ai? Làm gì bất lịch sử vậy? Con không có là người bất lịch sử á. Đây là cậu Chiết, người cộng tác làm ăn rất hợp với má đó. Nó là chuyện của má, có phải chuyện của con đâu. Cậu thông cảm nha. Con gái tôi á, nó thấy người mà không quen, cái nó hay thẳng thừng như vậy. Cậu bỏ qua cho nha cậu. Dạ đâu có sao đâu bé. Thì như vậy là con càng thích nữa. Nếu mà những con gái dễ dãi quá, cho không cũng không lấy. Nè, hồi nãy con đối xử với cậu Chiết như vậy là sao? Không sao hết á, tại anh ta bất lịch sự thôi. Bất lịch sự cái gì? Người ta sau này sẽ là chồng của con đó. Chồng? Má nói vậy là sao? Má cho con biết, cậu Chiết là người tài giỏi đẹp trai mà má đã chọn làm chồng của con đó. Con không có quan tâm, con không lấy ai ngoài anh Đức Kim hết á. Con này. Cậu Kim ai? Tôi Kim Đức Kim. Hôm qua còn ở đây mà. Hôm qua là hôm qua, còn hôm nay tôi là chủ nhân mới rồi. Chào cô. Chẳng lẽ là anh ấy bỏ mình đi thật rồi sao? Nếu anh đau khổ như vậy á, sao lại từ bỏ cô ấy? Chứ tôi biết phải làm sao. Mày Hiền nói đúng á. Cô ấy cứ đến bên tôi á, thì cũng chịu khổ cùng tôi thôi. Em cho mượn vai nè, khóc đi. Sao con nói con làm ăn với bác mà bác chưa thấy gì hết trơn vậy con? Bác cứ yên tâm, con đã nói là chắc chắn con sẽ làm. Nhưng mà có một việc, con thấy Hiền chưa có cảm tình với con, mà mỗi lần gặp con là Hiền chạy mất dép. Con an tâm đi, bác sẽ thuyết phục nó. Nếu được thì ngày mai bác hẹn Hiền đi ăn với con nha. Con yên tâm đi, bác sẽ thuyết phục nó tới. Đúng là khôn như mỏ á. Chưa có quen được con gái mình á, nó không có chịu nhả ra gì hết trơn á. Phen này á, mình phải thúc ép con Hiền mới được. Hiền, má nè con. Tự nhiên á, hôm nay nó kêu con ra đây chi vậy? Dạ, chào bé. Chào Hiền. Con giữ thể diện dùm cho má một chút đi. Má phải giữ thể diện cho con mới đúng. Hôm trước con đã tỏ thái độ, má không hiểu hay sao vậy? Con sao vậy? Má thấy cậu Chiết là một người tài giỏi, mà tại sao con lại chê chứ hả? Nghe lời má đi, ngồi ăn một bữa cơm xong rồi về nha. Ăn xong về nha. Cậu với Hiền cứ ngồi nói chuyện nha. Tôi có việc phải đi trước.
Giờ anh chỉ gọi món mà. Ôi, cái thằng kia, ai cho mày nhìn bạn gái đâu vậy hả? Anh đang làm cái gì vậy? Anh có sao không? Mà sao anh lại ở đây? Chị nhận nhầm người rồi. Anh chưa gọi món đi. Gọi món cái gì? Mày xin lỗi tao, tao bỏ qua cho. Nếu không thì sao? Nếu không, tao phốt cái quán này cho nó lên bền luôn. Là lỗi của tôi, mong anh bỏ qua. Em không được đi. Anh là đồ khốn. Từ nay đừng có tìm tôi nữa. Anh Đức Kim đã từ bỏ chị rồi, chị đừng đeo bám anh ấy để anh ấy khổ nữa. Nè Hiền, sao mày quá đáng thế nha Hiền? Anh ta lại gọi điện mách liệu với má chứ gì? Mày nói cho má nghe đi. Má không ở đó nên là má không biết thôi. Anh ta đánh Đức Kim nè, mà còn cuộn hơn con nữa. Má coi vậy được không? Lại là cái thằng ôn đó nữa rồi. Nè cậu, cậu đã nhận tiền của tôi rồi, tại sao còn cứ bám riết con gái tôi mà không buông vậy? Bà là ai? Sao lại lớn tiếng với người yêu tôi? Người yêu? Phải, bà muốn gì? Không có gì. À, nhưng mà tôi cũng nói cho cô biết, cô nên quản người yêu của cô cho chặt vào, đừng để nó sống chuồng mà qua làm thiệt con gái cưng của tôi đó. Ba mượn tiền tôi cần, tôi đòi. Cậu ơi, tôi xin cậu mà, tiền tôi đầu gân nửa chừng rồi thì làm sao mà tôi rút ra được cậu? Bây giờ chỉ còn có trường hợp Hiền chịu lấy tôi, còn không thì được lý do lý cháu với thằng này.